ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng, nguyên phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn tỉnh Bắc Giang để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, nguyên chính ủy sư đoàn, nguyên chủ nhiệm chính trị quân khu 1, phó trưởng ban thường trực ban liên lạc tỉnh Bắc Giang để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi gặp mặt hôm nay còn có các đồng chí trong thường trực ban liên lạc của tỉnh, các đồng chí là trưởng ban, các đồng chí thường trực ban liên lạc của các huyện, thị xã, thành phố có mặt đầy đủ để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng ban liên lạc lên duy trì buổi gặp mặt. Xin trân trọng kính mời chị. Kính thưa các đồng chí trong ban liên lạc của cựu chiến binh sư đoàn 3 Sao Vàng, thưa toàn thể các đồng chí, nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn năm 2024, tôi thay mặt cho các đồng chí trong thường trực ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 3 Sao Vàng xin chúc các đồng chí và cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa các đồng chí, để hoạt động của ban liên lạc của chúng ta đánh giá lại từ năm ngoái 2023, tức là 20 tháng 8 năm 2023 đến nay, thì chúng ta đã thực hiện được một số các cái công việc như sau. Cái thứ nhất là tổ chức gặp mặt về truyền thống kỷ niệm 58 năm của sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng. Đã có 5 huyện và thành phố là chúng ta đã tổ chức được. Như vừa qua là của năm ngoái là của Lục Ngạn, của thành phố, của Yên Thế, của Sơn Động. Có thể nói là các đồng chí tổ chức rất là đạt được các cái kế hoạch cũng như là đạt được cái mục đích yêu cầu đề ra. Đấy, cho nên là tôi cũng dự hai cái nơi, là một là của Lục Ngạn, hai là của thành phố. Thế còn đồng chí Long là cũng đi dự ba cái huyện của Sơn Động, của Yên Thế. Thì có thể nói là nhìn chung lại là các huyện là các đồng chí tổ chức như thế này có thể nói là rất là tốt, là khơi dậy được cái truyền thống đấy của sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng.
từng giây qua bao năm lớn mạnh, chặng đường vinh quang với quân sư đoàn đến vững chắc, quyết tâm tiến công bám đất bám dân, ngày trường thống ghi sâu trong tim người chiến sĩ sư đoàn, ngày trường thống ghi sâu trong tim người chiến sĩ. Buổi gặp mặt đầu xuân của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 3 tỉnh Bắc Giang, tôi xin đọc một bài thơ tặng các chị nữ kỷ niệm như thế là 40 năm tôi có làm bài thơ. Trong này là cái ngày đấy các chị tổ chức là có các thủ trưởng ngày xưa, đại đội trưởng của cái đại đội nữ đấy thì cũng tới dự, thì chân tôi cho làm bài thơ tôi tặng các chị như này. 40 năm lại gặp nhau, chuyện vui phấn khởi, những câu tâm tình. Nhớ lại hội lính tân binh, nhớ lại hội lính chúng mình tò te, nhớ lại lính mới khóc nhè, nhớ cha, nhớ mẹ, bạn bè, thầy cô, nhớ hồn luyện tập năm xưa, thao trường nắng lửa, rét mưa tập tành. Thế rồi giặc giã chiến tranh, chúng mình là lính chiến binh một thời. Một thời súng nổ đạn rơi, một thời ác liệt bầu trời Lạng Sơn. Đã từng lạc muối thiếu cơm, đã từng ăn sắn măng non ấm lòng, đã từng lội suối vượt sông tiếp lương tải đạn cho đồng đội ta. Ấy là lính nữ sư 3 không tin truyền đạt lệnh ra chiến trường, y tá phục vụ cứu thương hòa trong khí thế chiến trường thắng to, đánh quân xâm lược Trung Hoa, đánh quân mảnh tướng rên la kêu trời, sư 3 đánh trận tuyệt vời, giặc tua giặc chạy về trời Trung Hoa, Lạng Sơn giải phóng quê nhà, Việt Nam độc lập bài ca anh hùng, chị em phấn khởi vui mừng, hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng ra quân. Người về vẫn là nông dân, người chuyển ngành khác chân cần tham gia, có người ở lính đến già, cái điểm chung nhất đó là thành công, gặp nhau phấn khởi trong lòng, còn đâu cái tuổi má hồng ngày xưa, trên đầu mái tóc bạc mưa, sợi đen sợi trắng vẫn chưa hẳn già. Lại nghe giọng hát câu ca của nữ ca sĩ sư 3 tuổi nào, vẫn thanh thoát, vẫn thanh cao, nghe vẫn sâu lắng ngọt ngào biết bao. Được gặp các bác tuổi cao đã làm thủ trưởng khi vào tân binh, ôi đẹp quá khúc tâm tình như nhạc giao hưởng chúng mình bên nhau. Ngày xưa ngạn ngữ có câu, tình người vĩnh cửu bên nhau dạt dào, tình người đẹp đẽ thanh cao, thủ trưởng chiến sĩ tuổi nào còn đây. Gặp nhau tay nắm chặt tay, nụ cười nước mắt vơi đầy vì vui. Đồng đội ơi, các chị ơi, mãi mãi thương nhớ những người hy sinh. Chúng ta là cựu chiến binh, phát huy truyền thống lính mình sư 3. Chúc cho cuộc sống chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, chan hòa niềm vui. Chúc cho đầy ắp tiếng cười, chúc cho cứ mãi cuộc đời còn vui. Hết. Yeah.
chúng ta là người cựu chiến binh Việt Nam, đã bao năm cùng nhau đi khắp chiến trường, nay ta đã về đây thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mạnh giàu. Nay ta đã về đây xây quê hương mạnh giàu.